Hải Đăng xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Công giáo Thái Bình. Và hiện giờ Hải Đăng đang có mặt tại nhà thờ giáo xứ Hợp Châu. Nhà thờ giáo xứ Hợp Châu thì có lẽ cũng rất nhiều người đã được biết đến qua các cái trang mạng xã hội. Người ta đã đưa tin rất là nhiều về giáo xứ Hợp Châu. Nhưng hôm nay thì Hải Đăng mới đích mục sở thị được xuống đây để chia sẻ cho quý vị và các bạn một số cái hình ảnh mới nhất về cái công việc xây dựng của nhà thờ giáo xứ Hợp Châu. Nhiều người thì nhiều các cái trang mạng thì người ta đưa lên thì người ta nói là lớn nhất Đông Nam Á, rồi là lớn nhất Việt Nam, lớn nhất giáo phận. Thì hôm nay Hải Đăng mới được đích mục sở thị, quả thật là đây là một ngôi nhà thờ rất là lớn. Và cũng đúng như lời người ta đã từng nói thì nhà thờ giáo xứ Hợp Châu được xây dựng 100% là bằng đá. Vâng, Hải Đăng thấy là chỉ có mấy cái bậc cầu thang lên xuống là xây được bằng bằng gạch thôi, còn đâu là 100% là xây bằng đá hết. Và đây quý vị nhìn cái khúc này là cái tầng hầm, cái khu vực này khu vực tầng hầm của nhà thờ giáo xứ Hợp Châu. Đây là khu vực người ta đã làm hoàn thành rồi, tức là xây xong là người ta nạo vét mạch và người ta kẻ chỉ, đây nó hoàn thiện là nó sẽ như thế này. Có thể nói là rất là đẹp, rất là nét. Vâng, tuy rằng xây bằng đá nhiều người thì bỏ nó nổi nõm, nhưng quý vị các bạn đến đây quý vị biết được kỹ thuật ở đây người ta xây dựng nó cao như thế nào. Tuy xây bằng đá nhưng là tường rất là phẳng, rất là đẹp, chứ không phải là nó nổi nõm như nhiều người nghĩ đâu. Vâng, ở đây là cái khu vực tầng hầm của cái cung thánh. Khu vực này đã gần như hoàn thiện, chỉ còn mỗi trần nữa thôi, còn đâu là tạm thời là để làm cái kho để lưu trữ vật tư vật liệu rồi là cốt pha các thứ. Và bây giờ Hải Đăng đang ở trong cái tầng hầm, phải nói là khu này rộng lớn lắm mà nó rất là đẹp. Đấy, quý vị nhìn thấy là cái cửa phẳng phẳng nét luôn và rất là nét. Còn đây là quý vị nhìn cái khu bên ngoài đây, tập kết vật tư ở đây là toàn có đá không, chứ không có tập kết gạch như các cái công trình khác. Ở đây chỉ có đá thôi, để cát vàng, xi măng các thứ thôi. Ở đây là cái xưởng chuyên để chế biến đá. Người ta đưa đá cục vào, người ta sẽ chế biến ra những cái hòn đá vuông như này. Những cái loại này chắc là Hải Đăng nghĩ là đưa lên để xây các cái cột, xây các cái mép cột để cho nó thẳng, cho nó đẹp. Trước mắt quý vị kia là ngôi nhà thờ cũ của giáo xứ Hợp Châu đấy. Nhà thờ giáo xứ Hợp Châu được xây riêng biệt hẳn một khu đất mới luôn. Khu này nó rất là rộng rãi, bốn mặt nó thoáng đãng luôn. Đấy, quý vị thấy khu này là cũng xây lên được khá cao rồi. Cái nền nhà thờ giáo xứ Hợp Châu, nếu mà nền nhà thờ so với nền đất này chắc phải chênh nhau phải đến tầm 2 mét, hơn 2 mét, vì là cái nền này nó hơi thấp, cho nên nhà thờ làm rất là cao. Đây quý vị nhìn thấy chỉ có những cái bậc này mới có xây bằng gạch thôi, còn không có chỗ nào xây bằng gạch cả, 100% là xây bằng đá hết. Ở trong cột thì được đổ bê tông, bê tông xong rồi là bên ngoài cột thì người ta sẽ xây bọc đá ra bên ngoài, như kiểu là mình đổ bê tông xong mình xây bọc gạch ra bên ngoài, thay vì xây gạch ở đây người ta xây bằng đá. Khu này là khu cung thánh, khu gian thánh. Ở phía bên kia hai bên là có hai cánh gà ra, tương lai sau này sẽ là một bên để cho phục vụ cho ban ca, một bên phục vụ cho ban kèn. Có thể nói là một thiết kế rất là thuận lợi, thuận tiện. Đang xin chia sẻ với quý vị các bạn là một số hình ảnh quanh cái khu vực cung thánh này, rất là rộng rãi. Khu này, khu bậc lên cung thánh này thì cao hẳn lên được một bậc, họ xây lên cao lên hẳn một bậc khác. Vâng, đây chính là bên cánh gà bên phía bên tay phải đây. Khu này ban ca ban kèn ngồi thì quá thoải mái, rộng rãi luôn. Đấy, quý vị nhìn ở phía bên tay trái màn hình đây, là khu này là chắc là Hải Đăng nghĩ là mái hạ là chắc là cũng gần nên cao tầm này chắc là gần đến mái hạ rồi đây. Đây là cái toàn cảnh đứng từ trên cung thánh nhìn xuống phía dưới đấy, rất dài. Đấy, quý vị nhìn thấy các cột bê tông là sẽ được bọc đá hết.
những cái cột hoặc là những cái mép cạnh cửa là người ta xây bằng một cái loại đá người ta chế biến sẵn rồi, cho nên là nó rất là nó thẳng, rất là đẹp. Còn ở cạnh tường này thì người ta xây bằng các cái loại đá xô to bé rồi là các thứ các loại để người ta đưa vào, người ta xếp vào, đã tạo thành một cái bức tường. Quý vị thấy cái công tác giản giáo ở đây họ làm rất là kinh khủng. Hãy quý vị nhìn là ở đây, đây đang chia sẻ cho quý vị bên này, cái khu vực này là người ta đang đang làm, người ta đang làm cái gì nhỉ, cái vòng cuốn. Đó, quý vị nhìn thấy chưa? Vòng cuốn của 100% là bằng đá hết nhá. Cuốn bằng đá luôn. Đây cũng là một cái nét độc đáo đây. Từ trước đến giờ chúng ta nghe thấy nhiều bảo nhà thờ đá ở mãi bên Ninh Bình hay bên Phát Diệm thì đó chúng ta không có điều kiện để sang. Nhưng mà giờ đây ở giáo phận Thái Bình chúng ta có một ngôi nhà thờ được xây 100% bằng đá. Đấy, quý vị nhìn thấy đống thép vừa được đưa về đây. Cái loại này đưa về để phục vụ cho công tác giản giáo. Thì tương lai sau này chúng ta có thời gian có điều kiện thì mời quý vị các bạn hãy đến thăm nhà thờ đá Hợp Châu để chúng ta biết được cái công việc xây dựng cũng như là cái công trình được xây bằng đá là họ làm nó như thế nào, nó đẹp đến mức độ nào. Thì xin mời quý vị các bạn hãy ghé thăm giáo xứ Hợp Châu thì để quý vị mới được chứng kiến. Nhà thờ giáo xứ Hợp Châu thì có địa chỉ tại xã Lam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Mời quý vị các bạn có điều kiện, có thời gian, mời quý vị các bạn đến thăm nhà thờ giáo xứ Hợp Châu. Ở đây là cái toàn cảnh từ phía dưới cuối nhà thờ quay lên trên nhá. Quý vị nhìn thấy các cái kiêu đá, các cái họ đã được chế biến sẵn, họ đã đưa lên đây rồi để phục vụ cho công tác xây dựng. Rất là nhiều mà chỉ có đá không thôi. Đấy, xa xa quý vị nhìn thấy cái bãi vật tư vật liệu rất là lớn. Đây từ cái dốc đi lên thì quý vị thấy là từ ở dưới đường đi lên người ta làm một cái dốc đi lên rất là cao, bởi vì nền nhà thờ được xây lên cao so với mặt nền đất thì khá cao, đang nghĩ chắc nó phải tầm 2 mét trên 2 mét. Và đây là các cái bãi vật tư vật liệu được tập kết về đây để phục vụ cho công việc xây dựng của nhà thờ giáo xứ Hợp Châu. Quý vị nhìn thấy là chỉ có cát vàng với đá, chủ yếu là đá là chính thôi. Bởi vì nhà thờ này là xây toàn bằng đá mà, cho nên là ở đây rất nhiều các cái loại đá. Ở bên đây là cái hình ảnh bên phía tay trái của nhà thờ. Đang xin chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Bên kia thì được xây cao hơn so với bên này rồi. Bên này chắc là một vài buổi nữa thì cũng cũng cao thôi, cũng nhanh thôi. Vâng, và Hải đang xin mời quý vị các bạn hãy chia sẻ cái hình ảnh thật là tuyệt vời của giáo xứ Hợp Châu. Mời quý vị hãy đăng ký kênh Công giáo Thái Bình để quý vị và các bạn sớm nhận được những cái video mới nhất của kênh Công giáo Thái Bình. Và đây là cái cảnh toàn cảnh bên phía tay trái của nhà thờ giáo xứ Hợp Châu quý vị ạ. Ở bên này cũng rất nhiều đá luôn. Có thể nói là đây là một ngôi nhà thờ được xây bằng đá và lớn nhất giáo phận Thái Bình. Hiện tại thì Hải đang thấy là giáo phận Thái Bình mình chưa có ngôi nhà thờ nào mà xây bằng đá mà nó lớn như thế này quý vị ạ. Đây là vừa chế biến đá vừa chế biến cơ khí luôn. Chào ông ạ. Vâng, chào ông. Vâng, ông ấy được biết ông là thư ký của giáo xứ Hợp Châu đây phải không ạ? À vâng. Ông tuổi trẻ mà ông hy sinh cao nhỉ đấy. Thì Chúa chọn thì mình làm thôi. À vâng. Được giáo xứ bầu và đấy, giáo xứ tín nhiệm đúng không ạ? Tín nhiệm. Vâng, không nhưng mà cũng phải có những người trẻ như thế này, người tài giỏi như thế này hy sinh ở nhà Chúa thì trong cái công việc xây dựng ở giáo xứ giáo họ thì nó mới thuận lợi được. Vâng. Thế thì ông lại thư ký, ông lại làm cả về cơ khí à?
Vâng, em làm được cả cơ khí ạ. Cái này là em làm hết đấy. Ủa chết, vậy thì giáo xứ được nhờ to rồi. Vâng. Vậy thì cứ phải làm to, làm nhiều các thứ bằng sắt vào. Vâng, những cái cơ khí này rồi với lại những cái mái vòm mới biết là em thi công để làm cái vòm để đỡ đá. À, tức là là ông là tự chế được luôn. Vâng, tự chế luôn. Ôi giời, vậy thì quá tốt này. Nghe nói ông có cả cái máy múc nữa phải không? Không, máy múc của ông kia. À, máy múc của ông kia. Vâng. Ông là chuyên là chế tác về cơ khí đúng không? Con này em đang chế, con này là con máy tời to hơn con kia. À, vâng, để tời những cái tời đá các thứ. Vâng, 2 tấn lên. Sau này có lên tháp chuông nữa là à vâng. Lên được khỏe. Cái này mà nếu mà trong người trong giáo xứ mà không biết mà đi thuê thợ ngoài làm nó cũng tốn khá là nhiều tiền đấy, không phải đơn giản đâu. Người giáo xứ mà không làm mà cái này phải đi mua. Nó có cái đội nó thi công nó làm sẵn rồi. Vâng. Đi mua nó cũng 50 triệu đấy. Úi giời. Mua 50 triệu đấy. Thế thì ông người nào mà chắc hết cái độ 10 triệu chứ mày? Không, làm sao 10 triệu nó làm được. 10 triệu chưa mua được cái củ ấy. À. À, củ tời, máy tời. À vâng, nó có liên quan đến cả máy tời nữa đúng không? Máy tời đặt đây rồi đang cất trong kia. À vâng, cái này chỉ là cái bệ thôi đúng không? Bệ. Máy tời nữa, tời xong rồi nữa. Vâng, đây ông có thiết kế cả bánh xe, tức là mình sau này là mình di chuyển đi chỗ nọ chỗ kia được đúng không? Vâng. Ủa thế này đi di chuyển xong rồi là mình kích nó lên thì nó lại nằm đứng một chỗ. À vâng. Không đứng trụ vào bánh nữa. Bánh thì để di chuyển xong rồi là kích lên, kê vâng. Vào. Thế này nó giáo họ. Vâng, giáo xứ mình được người như thế này thì quá tốt này. Nhớ con kia đang tời được 1 tấn đấy. À vâng. Nhưng mà mình chỉ sử dụng 500 cân thôi. À vâng. Nó thoải mái, nó bền. Đúng rồi, để làm như vậy thì nó sẽ bền hơn đúng không? Vâng. Cái ông biết cái nhà thờ này là kích thước xây nó bao nhiêu không? Em thì cũng không nhớ lắm, chỉ còn nhớ lắm máng vậy thôi. Vâng. Không nhà dài thờ này. 75 mét không? Dài 75 mét ạ? À? Vâng. Vâng. Rộng nhà thờ này chắc phải hơn 20 mét. 27 mét ạ. À? 27 mét ạ? À? 27 mét. Tháp cao 75 mét. Ui 75 mét cơ ạ? Vâng. Quá lớn. Vâng. Cái này nó bắt đầu khởi công từ ngày nào không nhỉ? Từ ngày 13 tháng 7. 13 tháng 7 năm 2000. Năm 2000. 2020. Mới được có hơn 5 tí. Vâng, mới được hơn 5 tí. Nhưng mà năm nay thực ra nói thì nó cũng do cái dịch bệnh nó đang diễn biến rất là phức tạp, cho nên là trong cái công tác xây dựng giáo xứ cho họ bây giờ thì cũng nó cũng có ảnh hưởng một chút đúng không? Vâng. Chứ nếu không thì chắc là nhà thờ mình thì chắc là đang xây lên cao lắm rồi. Vâng, cũng nhanh thôi. Vâng. Quá tuyệt vời. Đấy, mọi người ở trong giáo xứ tin tưởng bầu ngay cái ông thư ký nên ông này ông rất là tài, ông này ông còn biết cả nghề cơ khí, ông ấy chế tác được như này nữa thì quá lợi cho giáo xứ rồi. Để toàn cơ khí được bãi đá.